Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường ô tô luôn chị. Có tổng diện tích là 659 m2. Trên thửa đất căn nhà vườn thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra quốc lộ 50 ngay chỗ cầu Mỹ Lợi khoảng 12 km. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Bên hông thì mình có một cái mặt tiền đá xanh khoảng 4 m nữa anh chị. Và con đường này thì cũng thông ra đường nhựa luôn. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông bắc nha anh chị. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển tới trung tâm thành phố Gò Công khoảng 7 km. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về tới bến xe miền Tây khoảng 51 km là anh chị tới nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang mặt tiền đầu tiên là 27 m, và bên hông thì mình có một cái mặt tiền nữa là 22. Hậu của mình nở hậu ra là 32 m. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông và xây gào hết luôn nha anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này mình đo thẳng qua bên kia là 27 m. Ở chiều này mặt tiền đá xanh nữa nè anh chị. Cặp bên hông thì mình có một con kênh khoảng 2 m. Đường này thì khoảng 4 m nha anh chị, đường thông, đường công cộng. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở ha. Và mình có thể kinh doanh, buôn bán, tạp hóa cũng được anh chị. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m, và phía trên thì hàng sắt, cổng gào thì bằng sắt luôn anh chị. Bên ngoài thì gắn kính cường lực nha anh chị. Ở đây thì ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mình di chuyển rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì gia chủ cũng làm cổng gào luôn anh chị. Cổng gào bên đây thì bằng sắt. Bên ngoài thì cũng ốp gạch giả đá luôn nha anh chị. Và phía trên thì gắn kính cường lực nha anh chị, rất là đẹp. Đất và nhà thì cao gáo bằng theo mặt lộ. Đất thì không màu mỡ anh chị, xung quanh thì cũng không có. Mình tới đây là 27 m. Chiều sâu thẳng xuống bên dưới là 22 m nha. Đây thì chủ xây tường cao khoảng 5 tấc, và phía trên thì cũng hàng sắt luôn anh chị. Ở nhà vườn của mình thì nằm góc hai mặt tiền đường, rất là đẹp luôn. Vị trí này thì thích hợp
để anh chị, cô chú mình mua về để anh chị, cô chú mình nghỉ dưỡng nha anh chị. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình tham quan luôn nha. Trên thửa đất gia chủ thì có trồng một số cây ăn trái như là mận nè, xoài và vài cây dừa thôi anh chị. Về thì anh chị có thể mình mua cây ăn trái, anh chị mình trồng thêm. Ở đây là phía sau thửa đất của mình nha anh chị. Em sẽ di chuyển bốn góc để anh chị mình tiện mình theo dõi luôn. Để anh chị mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Phía sau thì cũng xây tường cao khoảng 1 mét nha anh chị. Và phía trên thì cũng hàn sắt rất là kiên cố luôn. Ở bên đây thì còn một khoảng đất trống, anh chị có thể mình cất hai căn nhà nữa cũng rất là rộng nha anh chị, mặt tiền tới 27 mét là anh chị. Bên trong thì gia chủ có cất một ngôi nhà cấp 4 anh chị. Nhà này thì em thấy cũng còn rất là mới. Mua về là anh chị mình ở luôn nha, cũng không cần tu bổ lại thêm. Nhà thì gia chủ có làm một khoảng không gian sân còn rất là trống. Bên hông thì có làm một cái thùng cũng rất là rộng luôn anh chị. Và bên ngoài thì lót gạch bóng kiến xung quanh. Trên tường thì sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 950 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ vị trí thửa đất căn nhà trên khu Gò Mát để anh chị trực tiếp mình xem trên vị tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Mỗi cây cột thì gia chủ cũng đều ốp gạch hết luôn nha anh chị. Ở dưới nền thì lót gạch nè. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa sinh pha. Bên trong thì lồng kiến nha anh chị. Ở khu vực bên đây thì anh chị mình có thể mình kinh doanh buôn bán cũng được anh chị. Còn bên kia thì anh chị mình để ở. Bên đây thì chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,5 m. Còn phía trên sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Bên ngoài thì chủ cũng làm một cái nhà vệ sinh bên ngoài. Còn trần thì đóng la phong. Nhà của mình thì nằm góc hai mặt tiền đường anh chị. Ở đây thì khu dân cư nhà cửa ở rất là đông.
anh chị có thể mình kinh doanh buôn bán nhiều mặt hàng ha. Cửa này là cửa Sinfa nha anh chị. Bên trong thì lồng kiến. Khu vực này là không gian phòng khách nè anh chị. Nền thì lót gạch, tường thì lót khoảng 1,5 m anh chị. Trên thì sơn DB, trần thì đóng la phong. Điện nước, wifi thì gia chủ cũng vô sẵn luôn. Căn nhà này thì anh chị mình mua về, anh chị mình chỉ ở thôi, cũng không cần tu bổ lại thêm. Bên hông thì thiết kế rất là nhiều cửa sổ nên căn nhà rất là thoáng luôn. Đây là phòng ngủ đầu tiên nha anh chị. Bên trong thì cũng lót gạch anh chị và dán lên tường cao khoảng 1,5 m. Ở bên trong thì có cửa sổ, anh chị có thể nhìn qua bên đây luôn. Ở bên đây thì anh chị mình kinh doanh, mình buôn bán khu vực bên đây ha. Phía sau thì đất của mình nở hầu ra tới 32 m, rất là rộng luôn anh chị. Gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1.950.000 nha anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Nhà vào đất thì quay về hướng đông bắc nha anh chị. Còn khu vực bên đây là căn nhà, căn phòng thứ hai anh chị. Phòng thứ hai của mình thì cũng hơi nhỏ thôi. Nền thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,5 m. Ở bên trong thì có cửa sổ và có điện để anh chị mình gắn máy lạnh luôn nè. Ở trần thì đóng la phong anh chị. Đó, còn bên đây là căn phòng thứ ba. Bên trong thì cũng lót gạch anh chị và rộng hơn hai căn phòng trước. Ở bên trong thì mình cũng có máy lạnh luôn nha anh chị. Còn ở đây là nhà vệ sinh. Ở bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,5 m anh chị. Toàn bộ cửa thì gia chủ điều hòa sử dụng là cửa Sinfa. Còn khu vực này là không gian nhà bếp anh chị. Nhà bếp thì gia chủ cũng lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Bên ngoài thì có cửa sổ, anh chị mình nấu nướng cái gì á cũng rất là thoáng. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang lối đi ra phía trước. Ở khu vực này thì về anh chị mình có thể bỏ tiền thêm để anh chị mình làm một cái máy tiền chế cho nó mát anh chị. Ở bên đây thì còn một mảnh đất trống nè, anh chị có thể mình cất hai căn nhà nữa ha. Giá bán là 1.950.000 nha anh chị. Nhà và đất mình thì chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư nha. Xung quanh căn nhà nè, gia chủ thì đều ốp gạch bóng kiến hết ngoài bên ngoài luôn nha. Ở vị trí này thì rất là đẹp để anh chị, cô chú mình mua đi ở và anh chị có thể kinh doanh, buôn bán nhiều mặt hàng. Anh chị, cô chú mình thấy video này hữu ích cho em một lượt like và một lượt đăng ký nha. Và một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là
nhà vườn, đất vườn để anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình đầu tư và anh chị nghỉ dưỡng. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.